Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft thợ săn kho báu. Tình hình là không biết sao nữa, mình mất cái quần rồi. Giờ cái set đồ đang ngon lành như vậy, tự nhiên cái quần nó thiếu thiếu ấy, nên cũng kỳ ha. Giờ thì mình sẽ lấy một ít vảy rồng ra làm lại cái quần để cho full set đồ đi. Đó, mặc gì có phải đẹp hơn không? Hợp lý. Nhưng mà cái phần nón áo ủng nó cũng hư một tẹo rồi, chắc mình sẽ sửa lại một ít ha, dùng cho nó bền. Ủng nè, áo nè, rồi luôn bể cái đe luôn, làm cái đe mới thôi. Ổn rồi là xài hơi bị hao mấy cái đe á nha, sửa quá trời quá đất sửa rồi. Rồi giờ thì set đồ của mình đã full độ bền lại rồi nè. Ngoài ra thì vũ khí là cái kiếm rồng của mình có vẻ là bây giờ nó đã không còn đủ mạnh để có thể cân những con quái bên thế giới kho báu. Thế nên là hôm nay chúng ta sẽ tìm cách để nâng cấp nó. Và mình dự định là sẽ nâng cấp nó theo cách, đó chính là ghép với cái loại khoáng sản tên là Phantom Small. Cái này thì mình có thể quánh những cái con ma và nó sẽ rơi ra nha, nhưng mà tỷ lệ rơi thì rất là thấp luôn. Vậy thì chúng ta sẽ thử tìm một quyển sách nhặt ha. Và dân làng mình đã dời hết xuống tầng dưới rồi. Mình sẽ tìm dân làng bán sách nhặt. Đây. Với giá là 32 ngọc lục bảo. Cũng như là một quyển sách. 32 ngọc lục bảo. Sách thì ở trên rồi. Để mình lấy sách. Chắc mình mang sách xuống dưới luôn á. Sách hết rồi. Đây, sách đây. Rồi, mua nhá. Mình mua một quyển thôi là đủ. Một quyển nhặt. Xong. Giờ thì có thể ghép vào cây kiếm để tăng tỷ lệ mình farm được những cái quặng từ con ma rồi. Đây, ghép sách nhặt vô. Quá là dữ luôn. Còn về dụng cụ, cây ba sao này á, nó chưa có dòng hiệu suất nè, nên đào có thể là rất là chậm đấy. Nên mình muốn nâng cấp cho nó một tí, hy vọng là sẽ ra cái dòng hiệu suất để mình có thể đào được tốt hơn. Ủa, thiệt. Nó cho mình hiệu suất luôn. Được nha. Giờ thì còn thiếu dòng chậm hỏng nha. Thiếu dòng chậm hỏng chắc mình phải đi shopping một chặp nữa rồi. Dưới này thì mình cũng có dân làng bán sách chậm hỏng nè. Với giá là 39 ngọc lục bảo. Có 39 ngọc lục bảo luôn. Mua cuốn sách cái. Giờ lên trên và chúng ta sẽ nâng nốt cây ba sao này rồi đi tìm những con ma nhá. Hơi bị háo hức đây. Lộn. Ghép lộn bên rồi. Xíu nữa thì lộn tiệm. Rồi, giờ thì đi săn thôi. Trời sáng mất rồi. Thiệt cái tình luôn. Xu thiệt chứ. Vừa định đi săn ma thì trời sáng mất rồi. Ma đâu mà săn nữa. Vậy thì thôi, chắc mình vô trong nhà chế tạo đồ tiếp đi. Bữa nay thì mình nấu thuốc nó hơi lạ một xíu ha. Mình sẽ cho trước vô đây một cái búa địa ngục để nó trở thành kiểu như là thuốc kỳ quặc trước cái đã. Rồi, nó đã thành thuốc kỳ quặc rồi ha. Tiếp theo thì mình sẽ cho thêm một cái màng da phantom vào để nó thành thuốc rơi chậm. Rồi, nó đã thành thuốc rơi chậm rồi ha. Và công đoạn cuối cùng là mình sẽ cho vô đây một cái da thuộc. Công thức này rất là lạ đúng không? Kiểu như lần đầu, chắc nhiều bạn lần đầu mới thấy công thức này. Nhưng mà với công thức này thì mình có thể chế tạo ra được một loại thuốc rất là đặc biệt luôn nha. Hy vọng là mình chế tạo đúng á. Rồi, chuẩn bị. Nó sẽ tạo thành lọ thuốc. Tên tên. Lọ thuốc cánh rồng. Đây là lọ thuốc rất là xịn nha. Kìa, lọ thuốc mà nó mọc ra hai cái cánh rồng kìa. Và bây giờ mình sẽ thử uống vào. Tên tên. Chúng ta đã có được một cái đôi cánh rồng rồi. Wow. Thần kỳ thiệt sự. Quá là VIP luôn. Giờ thì chúng ta không cần phải qua thế giới kết thúc để tìm cánh cứng nữa đâu. Chúng ta có cánh rồng để bay lượn luôn rồi. Tuyệt cú mèo ha. Và mình vẫn còn hai lọ thuốc để nhỡ mà cái thuốc này hết tác dụng á, thì chúng ta sẽ có thuốc mới và dùng á. Wow, bay cao chưa. Mình đã học kỹ năng té không mất máu ấy. Ồ, với đôi cánh này thì mình còn rơi chậm cơ.
Hay thế, cái này mình sẽ bị rơi chậm luôn nè. Không sợ té mất máu luôn. Hợp lý quá ta. Rồi, ố, cái gì vậy? Ồ, sao trong nhà mình lại có xương? Rồi đây còn có con ma gì nữa nè. Ui, ui ghê hả? Sao trong nhà mình lại có ma rồi có xương gì tùm lum vậy? Ui, sợ quá, phải đi tìm ma để quýnh tiếp thôi. Đây rồi, đây rồi. Đây là chỗ mà mình có thể gặp được những cái con ma nè. Bài vô một cái. Đầu tiên là chúng ta sẽ mở rương nha. Đó, 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 đó. Ma xuất hiện, ma xuất hiện. Đứng lại ma ơi. Ma đừng có đi mất nha. Ủa? Không rơi ra à? Ồ, kỳ vậy. Không rơi ra đồ luôn. Mặc dù kiếm mình đã có dòng nhặt ba rồi. What the heck? Rất là lạ nha. Hình như tỷ lệ nhặt của nó chỉ có 2,5% thôi. Rất là thấp luôn. Mình sẽ mở thật là nhiều cho có rất là nhiều ma ra để mình đánh ha. Coi con nào ra rơi được thì rơi. Mình chỉ cần đúng một foil là được à. Không có farm nhiều. Farm đúng một foil là đi về liền. Ui ma nó hù mình kìa. Oh, đây rồi, đây rồi. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã có được một cái quặng, một cái phôi từ cái con ma rơi ra ha. Hơi bị căng luôn á, nó có 2,5% thôi. Cực kỳ hiếm luôn. Ừ mà sẵn tiện mình đang ở cái vùng núi này nè. Mình sẽ đi khám phá một tí coi coi phía bên này có thêm công trình gì cho mình hay không ha. Cũng lâu rồi chúng ta chưa đi khám phá. Ủa? Gặp luôn. Mình gặp ở đây nó có một cái ngôi nhà gì nè. Xem nào. Công trình gì đây? Ô sao nhìn lạ vậy? Ủa đừng vô ở đâu vậy ta? Ừ, trong này có nhung nham. Nhưng mà nó có khối kim cương ở đây. Được. Ê! Ui thôi xong rồi. Ôi chút xíu là đi. Nguy hiểm vậy. Mình sẽ che hết số nhung nham này lại để chúng ta có thể lấy được khối kim cương an toàn ha. Đồ miễn phí không thể bỏ lỡ được. Ừ, vậy là trong này nó chỉ có đúng khối kim cương thôi. Làm hú hồn chim én à. Và ngôi làng này thì có vẻ rất là rộng ha. Và rất là nhiều dân làng nữa nên mình sẽ mượn vài bác dân làng về mới được. Mình cũng gần hết dân làng để dạy nghề rồi. Ôi đi ngủ à, ngủ sớm thế. Ủa nhưng mà khoan, đây là bác dân làng Đần hay sao ấy? Phải dân làng Đần không ta? Ừ đúng rồi, tên thằng Đần nè. Tên thằng Đần luôn ạ. Ui ảo thật đấy. Thôi trả lại. Đây, bác này là thợ rèn vũ khí đúng không? Ô, con xương. Đi ra đi. Nguy hiểm quá. Rồi cho bác này bỏ cái nghề cũ đi, về nhà mình dạy cho cái nghề mới xịn hơn á. Tiếp tục với cách này mình sẽ có được khá là nhiều dân làng mới đây. Đây một bác nữa. Mình chỉ bắt có vài bác dân làng thôi. Lộ. Bắt một vài bác nữa rồi về mình dạy tèn là vừa. Có vẻ đi buổi tối có hơi nguy hiểm ấy nhờ. Chắc mình về nhà thôi. Có được cái phôi Phantasmo này rồi. Không có đi liên tha liên thiên ha. Về tới nhà rồi. Nâng cấp vũ khí thôi nào. Giờ thì cây kiếm rồng của mình sẽ có tên gọi khác. Nó có tên là Phantasmo Blade. Tốc độ đánh đã được tăng lên là 3 chấm rồi. Độ bền cũng tăng lên đáng kể luôn. Ô
What? Bây giờ cái kiếm của mình, cái kiếm của mình bây giờ là thành cái kiếm phóng rồi. Wow, cái kiếm mình bây giờ là không còn là thanh kiếm đánh cận chiến nữa. Ơ, vẫn đánh cận chiến được, nhưng mà mình vẫn có thể cấu rỉa từ xa được luôn. Đỉnh thiệt. Có kìa, từ xa đúng không? Mình phóng cây kiếm nè. Đỡ hộ đi cưng. Đỡ hộ, Ripper hả? Phóng Ripper luôn. Ồ. Nhưng mà cái sát thương khi phóng nó không được cao lắm. Trung bình là 5 máu á. Ồ. Quay kiếm xoay xoay này. Ảo thiệt đây. Wow. Mình nâng cấp thành công cây kiếm mới rồi, quá là mạnh luôn. Chắc phải có một quyển sách sửa chữa vào thanh kiếm này thôi, để chúng ta dùng được lâu hơn. Sửa chữa thì chắc mình phải tốn thêm một mớ ngọc lục bảo đấy. Lấy nhiều nhiều đi. Đi xuống dưới chúng ta sẽ mua một quyển sách sửa chữa. Sửa chữa đây. 24 ngọc lục bảo lận. Có luôn nha. Rồi. Vậy là bây giờ chúng ta đã có được một thanh kiếm rất là tốt luôn. Công việc tiếp theo của mình đó chính là đi săn kho báu. Nhưng mà để mình chế tạo thêm đá kho báu cái đã. Hôm qua mình xài hết rồi. Cái công thức này dễ nè. Cần redstone. Ê, chưa, khoan. Rất là nhiều đùi gà luôn. Nhưng mà mình hết đùi gà rồi. Tơ nhện còn không vậy? Tơ nhện cũng thiếu luôn. Ui, công thức này không dễ đâu. Nó hơi mất thời gian đó. Đi săn gà vào buổi tối không phải là một ý kiến quá là hay đâu. Nhưng mà tại vì công thức nó yêu cầu mình phải đi thôi chứ biết sao giờ. Mà sao buổi tối ở cái vùng hoang mạc này bất ổn như ta. Quái vật nó xuất hiện đầy luôn á. Ui ui ui. Mà công nhận chọi kiếm cũng vui thiệt á. Mình bây giờ giống như là tiểu lý phi đao vậy. Mình phi hơi bị ghê luôn ấy nha. Ê, có cái rương nè. Ô. À, cái gì? Đây là băng cướp. Băng cướp gà à. Ê, mấy tên này. Ô. Đây là băng đảng. Băng đảng gà. Chicken Warrior. Ồ, chiến binh nè. What the? Cái gì? Ui, ui, cái gì? Ui, thanh niên nào mới cảm tử hay sao vậy? Ý, nó nổ cái đùng luôn. À, vẫn còn một chiến binh gà đây nè. Hình như đây là đại ca gà hay sao á. Mình đánh hắn là sẽ có đàn em hắn ra bảo kê nè. Tiểu lý phi đao. À, chết như cưng. Chiến binh gà còn rơi ra thịt gà cho mình nữa. Hợp lý quá nhờ. Coi còn chiến binh gà nào không. Đây đây, vẫn còn chiến binh gà đây. Phóng đao nè. Bé lọc phi đao. Đỡ đi. Sao mà đỡ được. Sao mà đỡ được. Phi đao hơi bị ghê. Rồi. Uầy, tính ra cơ hội chúng ta còn farm được một mớ thịt gà miễn phí nữa. Quá xá đã luôn. Giờ thì cho những thứ mà công thức yêu cầu vào trong thôi. Rồi, đậu hết rồi nha. Giờ thì ấn cái nút. Tan tan. Chuẩn bị đi khám phá cánh cổng kho báu thôi. Có liền một viên. Hy vọng là chuyến đi lần này của chúng ta sẽ an toàn trở về. Chứ đừng có như cái ngày nào đó nha. Hơi toàn đi. Rồi, đồ đạc đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Lên đường thôi. Cánh cổng kho báu lần này sẽ cho mình strong. Cộng cho mình thêm sức mạnh. Ý được nè. Hợp lý nha, cái gì chứ cho sức mạnh mình khoái lắm. Rồi, giờ thì mình cần phải tìm tới tận 6 phiến đá cổ lận. Ui, nhưng mà bây giờ quái vật nó trâu quá à. Thật sự luôn. Nhưng mà không sao, mình cận chiến vẫn lo được nha. Mình mới nâng cấp kiếm thành tử ra. Kiếm rất là mạnh ha. Với cả lần này mình đã có một cái vật tổ trường sinh ở bên tay trái nên cũng rất là tự tin đây.
Nhưng mà đồ sao nó lạ lạ vậy ta? Ây dù, ui, chúng đọc rồi. No, 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 no. Lạ nha. Sao đồ bữa nay đi khám phá nó bị ít vậy? Rất là ít so với bình thường luôn. Thử khám phá dưới hàng coi. Tạm nha. Tạm được nha. Trong này thì sao? Mình nhớ từng có một cái căn phòng giống như vậy, mà nó cho mình khối netherite. Bây giờ thì không có gì hết. Ờ, giờ chỉ có mấy khoáng sản thường thôi. Đào kịp không đây? Ồ, lần đầu thấy đào được cái lòng spawner mà không bị quái đánh đấy. Hết rồi. Gì mà bèo dữ vậy? Có hai cái rương thôi. Đây rồi, phiến đá cổ đầu tiên mà chúng ta có được trong cái công trình lần này ha. Và hôm nay thì chúng ta còn có cánh nữa, nên việc leo trèo và lút rương chắc sẽ dễ dàng hơn đây. Mình sẽ không có bỏ mấy cái rương trên cao giống như một vài lần trước nữa. Có thêm một ít đồ lặt vặt nè, tối kim cương đâu nè. Và kể cả trong này thì mình cũng nên tìm nha, tại vì nó cũng có thể giấu đồ trong này đấy. Đó, giấu kim cương đâu nè. Khối ngọc lục bảo. Ui, lần này thì nó giấu cái lòng spawner. Yêu. Cắn thôi. Lọc phi đao, bé lọc phi đao. Giỡn mặt, đừng có giỡn mặt giúp bé lọc phi đao nha. À, kế bên còn có cái rương thử thách nữa. Im. Hai linh hồn nữa thôi. Lại đây, lại đây. Đưa linh hồn cho anh. Lại đây mấy cưng. Ui, mình nghe tiếng giang hồ biển. Đâu đâu giang hồ biển đâu? À đây rồi, đây rồi. Giang hồ biển tàn đời rồi. Mình có mối thù không đội trời chung với giang hồ biển mà. Nó xuất hiện là nó tàn đời. Phía bên này thì nó còn có cái quặng mảnh vỡ cổ đại nè. Xin nha. Phiến đa cổ thứ hai luôn. Ui còn có hộp quà nữa chứ. Tốt nha. À, tiếp dưới này thì nó có rương. Những căn phòng đầu mình khám phá có vẻ là đồ nó chưa có xịn dần nha. Rất là ít những cái rương to luôn, những cái rương Omega ấy. Không thấy cái rương Omega nào luôn. Hơi bị xui rồi. Hy vọng là những cái rương ở những căn phòng tiếp theo sẽ là những cái rương Omega ha. Rương đó mới có nhiều đồ cơ, chứ mấy cái rương bé bé như vậy thì đồ cũng không xịn lắm. Bây giờ mình tới một căn phòng khoáng sản rồi. Đây là nơi lý tưởng để mình kiếm thêm những cái quặng ha. Coi coi có quặng mảnh vỡ cổ đại nào không? Hoặc là khói chẳng hạn. Có là mình xuống mình xúc liền á. Toàn là khói ngọc lục bảo thôi. Mới thấy cái rương nó cho nhiều đồ á. Ây da, nhưng mà hơi nhiều quá nha. Để mình ăn táo cái đã. Ăn sức tăng cái khả năng chống chịu lên. Ui, đánh lén, đánh lén. Này thì chơi đánh lén. Láo nhóc. Trời, cái đao nè. Bé lọc phi đao. Rồi còn vài con ở đây nữa. Chắc mình phải kiếm cái lòng spawn ra mình đập thôi. Còn không thì lấy đồ nhanh rồi chúng ta sẽ đi ha. Đó, 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 đó. Đi thôi, đi thôi. Lấy đồ xong rồi. Ui, nhưng mà còn khói mảnh vỡ cổ đại ở dưới kìa. Để mình đào ra cái đó. Mấy con này đi ra. Không có cản mình lấy được khối mảnh vỡ cổ đại đâu. Đi. Có cánh đỉnh thiệt. Có cánh mình có thể luồn lách vô những cái chỗ rất là nhỏ để chúng ta lấy đồ ha. Khả năng lút đồ của mình nó lại nâng thêm một cái tầm cao mới rồi. Giờ thì tới căn phòng gì đây? Căn phòng này ở trên có vẻ không có rương. Vậy là phải đi xuống sâu hơn rồi. Dưới này nó có một cái rương thử thách. À, đánh đổi 6 trái tim lận. Đó là những cái rương rất là nguy hiểm nha. Vì khi mình đánh đổi trái tim thì lúc đó mình sẽ rất là yếu máu. Và cũng là cơ hội để những cái con quái vật này, nó canh me canh chua nó lụm mình nè. Nhưng mà mình sẽ không nó làm chuyện, không để nó làm chuyện đó với mình ha. Ui bộ hồ thể chơi mà chọn thuốc độc. Ừ, tự chọn rồi tự dính luôn đi. Chơi kỳ cục. Chơi kỳ cục nè. Chơi kỳ cục. Mà sao quái nhiều quá vậy? Xuất hiện liên tục ấy. Không kịp mà mở cái rương luôn. Nữa nè. Ê, hồi máu lại. Mình đánh đổi máu là mình phải hồi máu lại liền nha.
mình không muốn giống như cái đợt mà bị giang hồ biển nó xiên một cái vô mặt đâu. Rồi, mở rương thành công rồi. Để xem coi nó cho mình những gì nhá. Ôi lút lẹ, không kịp xem đâu. Đấy, nó nổ quy cơ. Mà vô lý nha, cái phòng to như vậy chỉ có đúng một cái rương ở dưới thôi. What the heck? Ê, thì ra nó giấu rương ở trong cây. Ồ, trong cây mà nó cũng giấu rương nữa nè. Nè, đọt cây, trên đọt cây này. Ây da, chúng đọc. Biết rồi, biết mánh khóe rồi. Ở đây nữa. Nhưng mà cạm bẫy rất là nhiều luôn. Mở hơi áp lực quá. Nữa nè. Mở ba cái rương, hết hai cái rương là rương 7 rồi. Giờ thì tới căn phòng có phiến đá cổ thứ 3. Mặc dù hôm nay chúng ta đã có thêm một cái đôi cánh giúp có thể bay lượn và tìm căn phòng dễ hơn, nhưng mà bây giờ quái nó đã mạnh hơn so với dự tính của mình rồi. Thành thử ra cũng mất khá là nhiều thời gian để chúng ta vượt qua những căn phòng này. Phù thủy chơi kỳ cục nha. Chơi mà chơi trò độc. Rương thưởng cho mình thêm bánh nè. Chút nữa về kha hồn mà ăn bánh luôn. Phía trên này nó cũng có dấu rương nha. Đi được đó. Mấy cái rương? Ơ, một thôi à. Ui, trên cao vẫn còn nè. Căn phòng này có vẻ hấp dẫn. Còn rương ở đâu nữa không? Thích thiệt chứ, trên đọt cây mà giấu cả đống đồ luôn. Nữa nè. Ui, trúng mánh rồi, mình gặp cái cây kho báu rồi. Tuy đồ nó không quá xịn nhưng mà đỡ hơn một vài căn phòng lần trước mà mình khám phá. Còn giấu cả khối kim cương nữa chứ. Ok là đó. 9 phút cho 3 phiến đá cuối cùng. Và những căn phòng còn lại liệu có kẹp hay không đây. Ê, hồi máu lại. Đừng có đánh đổi trái tim liên tục nha. Nguy hiểm đó. Sao mình nghi đồ nó sẽ giấu ở trong này quá nhờ. Ui, nó giấu lòng spawn chứ không có giấu đồ. Trên này thì sao? Ý, giấu bánh hả? Xin luôn. Tiếp theo mình lại tới một căn phòng. Có vẻ là nó giấu khoáng sản ở bên trong những cái khối thủy tinh này. Đây. Được đó. Còn có rương nữa. Rương linh hồn nha. Đúng rồi, đứng ở dưới đi. Cho anh farm linh hồn mới nhóc. Chắc đủ rồi. Chính xác. Và thêm bánh nữa. Nãy giờ là bị bội thu bánh rồi. 7 phút liệu có kịp cho 3 phiến đá cuối cùng hay không? Đây, một phiến rồi. Phiến đá cổ thứ 5. Một phiến đá cuối cùng thôi. Hy vọng là trên đường thẳng này luôn đi. May quá kịp. Chúng ta còn 1 phút 20 giây để xử con boss này. Đánh nhanh rút gọn nha. Vô. Lần này thì bé Lộc phi đao cho boss nghỉ chạy luôn. Ấy vô. Đâu rồi? Trời ơi, con boss này hung quá. Lại đây. Khó chơi rồi. Cận chiến nào. Cận chiến con boss. Quay bây giờ boss nó mạnh chưa? Chạy đi đâu? Đâu rồi? 49 giây. Căng rồi. Đã vậy còn hồi phục lại nữa. Đâu rồi? 30 giây cuối cùng. Sao con boss nó cứ dịch chuyển ấy nha. Nó câu giờ vậy là hồn mình chết chắc rồi. 27 giây. Đâu rồi? Con boss cay thiệt. Nó chơi điểm thúi quá à. Không ổn rồi. Ôi. Chưa kịp cất bộ giáp nữa. Nhưng mà không sao. Con zombie bẹp đó sao mà đỡ được là mình sẽ tóc biến về nhà.
Đồ thì chúng ta vẫn còn thôi, thiệt hại là một bộ giáp và một cái vật tổ trường sinh á. Nhưng mà số kho báu mà chúng ta săn được vẫn còn y nguyên trong ba lô nè. Không có mất đâu. Còn bây giờ thì tới chuyên mục, chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra kho báu ha. Ở đây thì mình sẽ có khá là... Ui, cái gì? Bán kho báu huyền thoại. What the heck? Cái này VIP, cái này VIP. Kho báu huyền thoại. Đây nè. Mình tìm được một cái người bán kho báu huyền thoại cho mình luôn. Giờ uy chiến này dạo to nữa rồi. Bá cháy bò chét luôn. Giờ thì tới... À, cái này người còn bán kim cương nè. Rồi bán... trái táo... gì nữa đây? Gắn vô thử coi. À, gắn... bán trái táo ăn... cho mình thêm trái tim hấp thụ. Bán kim cương với ba... với giá là 3 cái đồng xu kho báu thôi. Hôm nay sao mình hên vậy ta? Chỉ xui mỗi tội đánh boss thôi. Còn mọi thứ hầu như đều khá là hên luôn. Để mình sẽ mua thử cái kho báu huyền thoại đó cái đã. Nhưng mà giá nó hơi mắc nha. Tới vài đồng tiền bạc lần á. Hơi mắc, hơi mắc. Nhưng mà không sao, mình giàu mà, mới săn kho báu giàu mà. Đây, mình sẽ mua một cái nha. Ơ, trời ơi, người này bán có một cái rương kho báu hả? Ít vậy, mở thử coi. Không biết là cho mình món đồ gì đây. Mở nha. Cho mình... Ừ? Đây là một cái... một cái nón... một cái nón ở bên thế giới kho báu nè. Đây là cái nón ngẫu nhiên nha. Mình sẽ thử nhân phẩm mới được. Rồi rồi rồi, nón gì đây? Nón gì đây? Nón gì đây? Nón... ui, cái nón gì giống như cái xô vậy? Đây là cái nón kho báu. Cấp độ nó yêu cầu là cấp 25 thì mình mới đổi được. Uầy. Và mình bắt buộc phải học được cái kiến thức về thợ rèn kho báu cơ. Uầy, nhưng mà đây là một cái nón tốt đấy. Nó cộng cho mình tới 4 giáp lận. Còn kháng đẩy lùi nữa nè. Nhìn xấu xấu vậy thôi nhưng mà cũng xịn lắm á. Phải cất vô mới được. Tiếp theo thì mình sẽ coi coi mình còn cái gì không ta. À, mấy hộp quà. Hộp quà cho mình cái Grab Bro là cái gì? Nghe lạ vậy. Mình sẽ cho hộp quà phía trên á. Để coi một xíu nó sẽ cho mình món đồ gì. Ở đây còn nhiều lắm nè. Còn mấy cái bức tượng nè. Cho mình đất. Cho mình gạch. Ui là thấy giỡm yêu rồi. Mấy cái bức tượng giỡm giỡm thì mình sẽ tạm thời mình cất vô đây ha. Kế đến là mình sẽ tiến hành ăn bánh. Đây là công việc mình rất là thích luôn. Vì khi ăn bánh là mình sẽ lên cái ống kinh nghiệm. Không biết là với số lượng bánh mình tìm được trong ngày hôm nay thì mình có đủ để lên cấp 25 hay không? Cùng mình ăn thử nha. 21 rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. 25, 25 đi. Rồi, chỉ mới lên cấp 22 thôi. Ồ, xu thiệt chứ. Không đủ rồi. Vậy thì chắc bây giờ mình sẽ đổi sang cái việc mình chế tạo ngôi sao kiến thức đi nhờ. Để một xíu mình mặc cái giáp vào. Đây, ngôi sao kiến thức nè. Công thức của nó cần rất là nhiều những cái mảnh ngôi sao. Yên tâm, cái này mình tìm được nhiều lắm. Hầu như là chuyến khám phá nào mình cũng có luôn á. Đây, mình sẽ chế tạo trước vài cái ha. 8 cái đủ chưa? 8 cái là đủ rồi nè. Giờ thì mình cần cái nhân của ngôi sao. Có luôn. Và cuối cùng là chế tạo thôi. Hả? Tính ra công thức của nó cũng không quá khó ha. Vậy là mình đã có được cái ngôi sao kiến thức rồi. Giờ thì mình sẽ tiến hành học thôi. Mình sẽ học kiến thức về thợ rèn kho báu. Đây. Ủa? Nó cần tới 2 ngôi sao lận. Thiếu nguyên vật liệu rồi. Rốt cuộc vẫn không đủ để chúng ta chế tạo được thêm một ngôi sao kiến thức và mặc được cái nón mới này. Ui, vậy là chắc phải mặc tạm lại set đồ rồng rồi. Mình sẽ làm một cái set đồ rồng mới ha. À, mà tự nhiên mặc giáp rồng cái mình lại nhớ gần gần chỗ mình ở cũng còn khá là nhiều những cái tổ rồng sấm sét
mà địa bàn của mình tự nhiên có mấy con rồng sấm sét thì cũng hơi kỳ đấy. Đợi mình mọc cánh ra cái đã, rồi sau đó chúng ta sẽ tìm con rồng sấm sét đó và tính sổ ha. Tới số mấy con rồng sấm sét với mình rồi. Để mình thủ sẵn xô nước cái đã, nhỡ mà bị nó chích điện mà có cháy thì mình sẽ dập nước á. Ý, nó ngủ trưa nó không hay biết gì hết. Ủa, nó tỉnh rồi. Nhưng mà không sao, mình sẽ bắn nó. Ủa, nó thấy mình rồi. Chạy, ủa, chích điện hả? À? Chích sắt, sấm sét hả? Hột bồi cứng. Ao, ao, ao. Nó cũng mạnh lắm nha. Nó bắn qua cầu sấm sét không à. Đò chiến nè. Đây là trận không chiến giữa mình và con rồng sấm sét này. Tiếp tục bắn. Ui, nó né. Người dám né hả? Kiểu mình với con rồng này ấy, thay phiên né chiêu nhau vậy. Mình bắn nó nè. Bắn cái nữa nè. Rồi, xác định con rồng này rồi. Nó không trụ nổi đâu. Thêm một ít nữa. Yes. Ừ, chúng ta thành công đánh bại con rồng sấm sét này rồi. Đã kiểu như là trả lại sự bình yên cho khu vực mình ở rồi á. Mặc dù nó chỉ ngủ trưa thôi nhưng mà mình thấy chướng tai gai mắt là mình lóc vẫy của nó liền. Nhưng mà phải công nhận rồng sấm sét nhìn ngầu ha. Mà tiếc quá, mình không có gặp cái hang rồng sấm sét nữa. Rồi, giờ thì có được bao nhiêu vảy rồng sấm sét đây? 40 vảy. Wow, sắp tới lại có thêm vảy rồng làm giáp rồng rồi. Bây giờ thì mình còn một chút thời gian rảnh á, nên mình sẽ tranh thủ chế tạo được bao nhiêu đá kho báu thì chế tạo ha. Đây là một trong những công thức dễ mà mình có thể làm được ngay nè. Và khi lục lại cái kho đồ của mình á, thì mình phát hiện mình có nhặt được một cái Fall Catalyst. Mình sẽ thấy trước được những cái hiệu ứng mà nó cho mình luôn. Dễ. Rồi Fast Personal Space. Ui, toàn làm những cái tốt không nè. Chắc mình sẽ chế tạo thôi. Được ấy ta. Trong tương lai chắc mình phải làm thật là nhiều những cái Vault Catalyst này, để giúp mình có thể biết được những cánh cổng nào tốt và chúng ta sẽ bước vào ha. Còn xấu quá thì chúng ta sẽ thay đổi một tí. Đó là một cách rất là hay luôn. Rồi, kế hoạch là như vậy ha. Và sắp tới chúng ta sẽ tiếp tục cái chặng đường cày lên cấp 25 để có thể mặc được cái nón chúng ta mới mở ra ha. Đây có vẻ là một cái nón xịn đây. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. We'll be right back.